Toàn hàng khủng cho bác ạ. À, một đôi phi vây này. Đôi phi vây ở à, một bát 40, một chung, một kèn luôn. Riêng con phi vây bác nhá, một bát 40, một chung, một kèn đấy. Được chưa? À, em sẽ có clip khui hàng cho bác luôn. Những đôi này thì báo cáo bác là quá đẳng cấp rồi. À, đôi là phi vây này có model là 358S, 358S được thiết kế với lại một bát 40 này. Một bát, một chung, một tép. Giá 18 triệu 800. Ở bên trên đó là đôi loa đồng trục nhé. Đôi là đôi bát đồng trục, bát đồng trục 40. Mức giá 6 triệu 9. 6 triệu 9 đây. Bát đồng trục 40. Dòng này các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. 6 triệu 9. Ok chưa bác? 6 triệu 9 xương gang khủng, bát 40 luôn, 6 triệu 9. Đấy, sang đến bên đây. Sạc Vin Vega, sạc Vin Vega. À, con này cũng thiết kế với lại một bát 40 vỏ nỉ. Một bát 40 vỏ nỉ. Ở trên con kèn cũng là kèn 40, kèn chiều ngang 40, chiều cao khoảng độ tầm gần 30. 26 28 này, chiều cao. Đây là chiều cao này của kèn này, còn chiều ngang này 40 này. Con này có mức giá là 18 triệu 900. 18 triệu 900 nghìn vỏ nỉ. Đây là đôi loa sạc Vin Vega có model là V30D. Dòng này thì các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì bao phê luôn rồi. Không có lý do gì mà không hay cả. Em giới thiệu nhanh sau đó em sẽ vào chi tiết cho bác. Sang đến đây, đó là con Genix. Genix. Con Genix này à, con này hình như là loa của Mỹ thì phải. Con này mức giá là 5 triệu 600, 5 triệu 600 nghìn. 5 triệu 600. Genix 5 triệu 6. Mức giá 5 triệu 6 ạ. Đây ra phía sau cho bác xem. Genix 5 triệu 6. Newton. Newton. Mình nhìn xem. Đấy, chữ dập nổi hết ạ. Và tiếp tục đến con này nữa, đó là con loa B3. Con này là con B3 502X đúng không? Đúng không? Đây, con B3 TS. TS này, bác nhìn này. TS1502X, con B3 hàng xịn nữa bác nhé. Bác nhìn thì con B3 bát 40 như này mà họ mới ghi có 300W. Thế mà những cái đôi ba loa bằng cái bàn tay 400-500W, 700W. Sợ chưa? Đây là đất luôn, nó nhìn chưa? 400-500W. Những cái đôi to vật vã như thế này họ mới ghi có như vậy. Đấy, đấy. Viết giá cho anh, đôi này mức giá 11 triệu 900 nghìn. 11 triệu 900. Đôi B3 loa full. Dòng này karaoke, sân khấu, hội trường, gia đình. Bao cho bác phê luôn. Sân khấu, hội trường, gia đình nhé. Đây ạ. Nhấc gọi củ xuống đây. Không nhấc được. Nhấc phát nó lật vỡ luôn. Cái máy quay của mình hơi bé. Nhìn vào trong. Ở ngoài thì rõ là to nhưng quay vào trong nhìn nó bé thật. Quay trong nhìn bé tí như cả bát 30 này. Nhưng bát của nó 40 bác ạ. Bát 40. Như mọi lần em đã giới thiệu cái máy điện thoại của em nó không phóng cái ống kính, không hiểu tại sao nó không phóng được tương thích, có nghĩa là ngoài nhìn 10 trong nó 10 mà cứ qua máy quay cái là vào trong nó chỉ còn 6 7. Bác nhìn chưa, con này thiết kế đến 2 phân tần bác nhá. 2 phân tần quá khủng luôn ạ. 2 phân tần bác nhìn chưa? Đấy. Hai con phân tần này nè. Hai bìa luôn. To vật vã, hai bìa phân tần to vật vã luôn. Đây. Đây con này đây, con tép kèn B3 đấy ạ. Bây giờ rất là nặng nha. Đấy. Chả biết bác cứ than, chả biết các bác thích cái gì. Riêng dòng này các bác không lấy, bác lấy cái gì nữa. Đôi B3 này có mức giá là 11 triệu 900 nghìn. 11 triệu 900. Bát 40. Đây. Quay cho bác xem này. Mà còn đẹp lắm các bạn. Con này các bác mà chơi sự kiện sân khấu thì thôi. Bảo cho bác phang xóa luôn này. Con này chắc là côn 76 này. Chắc thôi chứ với em cũng không phải là thợ sửa đấy, em chỉ bán thôi. Nhưng thợ sửa thì họ sẽ
biết được đọc được những cái thông số, và bạn người ta căn cứ vào những điểm nào người ta đọc là côn bao nhiêu em. Bên em là em chỉ bán, em không biết sửa, có nhìn chưa, không biết sửa luôn ạ. Em không biết sửa bác nhé, em chỉ bán không biết sửa. Do vậy mà nhiều cái chỉ đọc cho các bác nhìn và bác tham khảo thêm đấy, thấy chưa. Con này có vỗ mạnh chả bát lực luôn đấy. Đối với đôi B3 này là 11.900.000, 11.900.000 đây đã dán lên rồi. À, báo kích thước chiều ngang cho bác nhé. Kích thước chiều ngang này, ngang 50. Bát 40 thì ngang chắc chắn là phải 50 hơn này. Sâu này, sâu nó tầm 35. Sâu phải 38. Sâu 38. Cao 1, 2, 3. Cao 70. Cao xít xoát gần 70 luôn. Gần 70. Đấy, sang đến con Genit này, Genit này 5 triệu 6 này. Con này được thiết kế với hai bát. Bát phía dưới là bát 25, bát trên là bát 20. Con tép đom bên trên cùng. Tép đom. Đây, dập nổi luôn. Tép đom dập nổi. Đấy. À, kích thước chiều ngang gần 50. Chiều ngang của thùng này gần 50. Chiều sâu của thùng. Y căng nó kia nhé. Có cả y căng nhé. Chiều sâu của thùng nó tầm 22. Và chiều cao của thùng xem nào. 1, 2, 3, 4. Chiều cao 80 ạ. Con này có chiều cao là 80. Chiều cao 80, mức giá 5 triệu 6, 5 triệu 6. 5 triệu 6, ôi trời trời. Đây, các bạn nhìn này, cái thông số của nó đấy. Genit 03801. Tất cả chữ này dập nổi hết các bác nhé. Để đúc, đúc nổi hết. 03801 56266 56394 03801, ok chưa ạ? Thùng vách phía sau rất là đẹp, còn đẹp lung linh luôn. Đấy, còn đây là con sạc Vinvega. Con này để mặt sau này, mặt sau mặt trước đều đẹp như nhau hết. Con này mà để trong gia phòng gia đình, các bác vừa nghe, vừa nghe vừa hát. Và dòng này các bác có thể nghe được cả nhạc nhạc cụ cổ nhé. Con này các bác có thể xử lý nghe được cả đầu cối, đầu đĩa than, đầu băng cối đấy. Dòng này các bác có thể mở nhạc lộc cộc được đấy. Bởi vì giải của sạc Vinvega nó đi xuống giải trầm sâu lắm, sâu mềm, có thể lộc cộc được. À, đôi này có mức giá là 18.900.000. À, đôi kia cao 80 thì đôi này phải cao 85, cao 85 này, cao là 85, chiều ngang 1, 2, 3, chiều ngang nó tầm 65, chiều ngang từ đây đến đây tầm khoảng 65, chiều sâu 40 ạ, sâu là 40, tất cả đều là nỉ. Nỉ như này nó mới bền đó. Nỉ bền lắm, bền và ấm áp. Nỉ. Đấy. Với miệng kèn trên thì kèn 40 rồi. Chiều ngang của kèn này là 40. Chiều cao của kèn này nó gần 30, nó tầm 28. Còn xuống đây. À, trong này là một con bass sạc Vinvega. Sạc Vinvega. Đấy. Con bass sạc Vinvega bass 40 luôn. Em sẽ có clip khui hàng cho bác luôn ạ. Đấy, còn đây ạ, thông số hai bên là hai tay sách, nó rất nặng, định 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 xô nhưng mà không xô được các bạn, nó nặng. Để em chút đấy, đây ạ, đây là con sạc Vinvega V30D, dòng này các bác vừa nghe vừa hát karaoke phê luôn ạ, được chưa ạ? Đấy, V30D, ok bác nhé. Trở kháng 8 ohm. Con này 18.900.000, con sạc Vin. Sang đến con Phi Vây này 18.800.000. Đây bác nhìn này, ở ngoài nhìn nó bé quá, vào máy quay bé quá. Đây ạ, con này một con chung này, một con chung 20 này, một con chung bát 20 này, một con kèn này, con kèn này còn đầu đạn hay đầu gì trong kia này. Bác nhìn ở giữa nó có cái đầu như kiểu đầu mũi kim cương ấy. Đấy. Và dưới này một con bát 40 nữa. Bát 40, lỗ thông hơi đây ạ. Đấy, nhìn này. À, có thể cậy căng được đấy. Cái căng ra đây rồi. Đấy, bác nhìn chưa? Con này thì quá đẳng cấp rồi. Không gì để nói nữa. Đây. Phi Vây. Nhìn chưa? Này, trong cái đầu này của nó như kiểu đầu mũi kim cương ấy. Đôi này 18.800.000.
rắc cắm của đây, à, một model logo của em nó đây. Phi Vây 358S. Công suất đây 300W. Made in USA. Phi Vây tất cả còn tem, cả tem giấy luôn này. Còn hết tem zin của nó luôn. Này, vỏ con này là vỏ composite. Đấy, hai tay xách hai bên. Dòng này vỏ này bền lắm, bền gần như là vĩnh cửu. Đôi này là 18.800. Còn trên này là đôi loa đồng trục. Đôi đồng trục này là em báo rồi, 6 triệu 9 đấy. 6 triệu 9 bát 40. Miệng kèn con này các bác có thể vừa nghe vừa hát karaoke được. Chắc con này chậm côn 76. Đấy, bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Hẹn gặp lại các bác clip sau nữa.